Ngon quá. Ngon. Lẩu ngon quá. Ngon. Cá đi mà thơm dữ vậy nè. À, ăn lẩu hả? Dạ hả? Trời cả nhà. Trời ơi. Cá bụng muốn chết luôn. Trời ơi, trời ơi. Ê, cho em biết cái này nhung ra cho em nhung. Chạy ơi, chạy ơi, có hai em luôn ngắp à. Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Ở đây ngồi. Dạ dạ. Trời ơi. Em đè con nhỏ vậy. Ngon quá ạ. Chú ngồi đi chú. Thôi con ngồi đi, ăn đi. Được rồi. Mọi người sao mời em về ăn chung vậy? Em không biết hả? Hôm nay là Julien đãi đó. Ôi đãi vậy? Anh Julien ơi, anh có lãnh lương hả? À, đâu có đâu. Tại hôm nay là Tâm Ý Tâm Anh quay về, cho nên là mình mở tiệc để bà đãi mà. Ồ. Bà bồ đóng góp đi chứ. Bồ dù mới lãnh lương mà. Trời ơi, tôi mà có tiền á là tôi đã đóng góp rồi đó. Cái số của tôi á, suốt ngày hả phải đi thiếu nợ người khác thôi. Cho nên khi mà tôi có tiền một cái, tôi sẽ đãi mọi người một bữa thịnh soạn ăn thiệt là ngon để trả nợ luôn á. Nhưng mà đợi đi nha. Anh Quốc, có bia không? Hả? Có phải là em đang nghĩ những gì anh nghĩ không? Yeah. Ăn lẩu là phải có bia. Có bia không phải hấp lẩu. Tất nhiên là có rồi. Đi đây. Cả nhà ơi. Cả nhà, cả nhà ơi, mọi người ơi. Ủa bia công nhận đã thiệt á. Đúng vậy. Anh Julia. Thôi tải tiệc á. Sao mấy món này đơn giản quá à. Với lại á, lẩu này cũng không ngon lắm á nha. Không ngon mà bồ ăn lia lìa vậy hả? Chị nói em á hả? Không. Nãy giờ em đâu nói gì đâu, em thấy ngon mà. Thôi, em từ từ. Ăn đi nè. Không ai giành của em đâu. Ăn đi, ăn đi. Vô cái bi. Vô nè. 2, 3, vô. Ngày mai con thi mà. Sao không chịu lo học bài đi? Bây giờ còn ngồi đó đọc truyện nữa. Cô giáo con đâu? Con đâu biết. Đâu thấy tới đâu. Bộ mẹ cắt hợp đồng với cổ rồi hả? Tâm Anh, còn gì nữa đâu ăn nghe. Con chị để mang lên. Chị dọn khác đi. Thôi, vậy chị dọn khác nhá nha. Dạ. Em lên. Vô nè, đây, vô nè. Vô. Bồ có uống được nữa nè, vô. 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 Mai. Gì? Có phải là bà coi thường cái trường dân văn của tôi đó không? Tại sao bà coi thường cái trường tôi dữ vậy? Thôi Mai ơi, em đừng cho My uống nữa, xỉ lắm rồi. Tại anh cho cổ uống chứ bộ. Sao không trả lời? Sao không trả lời Mai? Băng Mai Nguyễn Băng Mai. Trả lời đi Nguyễn Băng. Ồn ào quá đi à. Chào cô Liễu. Chào cô Liễu xinh đẹp. Chào cô Liễu. Cô Liễu nhậu với con cái cho con đỡ buồn ha. Tôi không giỡn với cậu và cậu Quốc. Giỡn đâu, nhậu khó khăn nữa. Còn mấy đứa nữa muốn ăn nhậu gì á, lên phòng ăn nhậu. Ở đây là lối ôm sòm quá, ai mà chịu cho nổi. Thôi My ơi, đừng uống nữa My ơi. Không có làm gì. Thôi, để chị dọn cho con ăn đi. Ê con, thôi để lát chú nhậu xong chú dọn cho nha. Dạ thôi, sẵn tay để con dọn cho. Thôi, để đi. Lát rồi tôi ăn nhậu tôi phải dọn dạ, cho. Dạ, thôi để em dọn cho. Vậy thôi, dọn hết giùm tôi đi. Nè, có điện thoại kìa. Có điện thoại kìa, vậy nghe được không? Alo. Dạ đúng rồi ạ, đây là số điện thoại của Diễm My. Dạ. Dạ. Ê ê. Mi. Bộ hôm nay á hả, bà không tới dậy hay sao? Người ta nói bà không tới dậy kìa. Có tiếng đúng không? Không có dậy mà. Thì sao bên này gọi nói bà không tới dậy? Nào nữa. Thì bên dậy thêm đó, bên nào?
quên ta. Ôi, thằng xã hội đen. Ôi, dậy, 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 ôi, đâu mỗi lần vô như chui cái lỗ trái vậy. Ê, thấy cô giáo tới không biết chào hả mày? Tới giờ học qua bà ngồi học nha. Cô nhậu xỉn rồi đúng không? Xỉn thì sao? Xín xín mà vậy là vậy nha. Cô xuống đại học không có nói nhiều. Lấy tập vở ra. Cô giáo gì mà say xỉn. Ngồi dậy đi. Ngồi dậy. Ngồi dậy đi. Ngồi dậy. Ơi. Phong, chuẩn bị đánh nhau rồi, đúng không? Tôi thường hay đánh nhau lắm mà mạnh mẽ. Đánh mà. Đánh đi. Đánh đi. Thôi đi. Ơi. Cô quá đáng thiệt á. Người vậy mà cũng gọi là sinh viên diễn văn. Nè. Vậy đây không phải là nhà trọ của cô. Cô muốn ngủ thì đi về nhà mà ngủ. Đâu có ngủ đâu. Đang suy nghĩ đề thi cho em mà. Cũng dẻo miệng quá. Nè. Không có hết từ giận chưa đó. Đương nhiên là rồi. Trả lời thử coi. Kiếm sống tiếng Anh là cái gì? Kiếm sống hả? Ờ. Earn a living. Đúng rồi. Sao hay vậy trời. Vậy từ từ tiếng Anh lại gì? Gì? Từ từ hả? Take one time. Ôi. Sao tiếng bộ nhanh dữ vậy trời. Nè, em nhìn đi. Cái từ này là đang ở dạng nguyên mẫu nè. Nhưng khi mà mình đổi qua verb 3 thì sẽ... À... Cô nói ngọng rồi kìa. Nè, nhìn cái đã mới hiểu được bài. Nhìn nè. À. Cô biết rồi. Cô sẽ hát cho em cái bài này. Thì sau khi nghe xong em sẽ rất là dễ hiểu. He is the... She... She... Did... Is she... She said to the boys, "Chăng." Nè, tôi chán nghe cái giọng của cô lắm rồi, nhức đầu quá. Chăng used a f. Cô sao vậy? Cô mắc ói hả? Hey.
không có, cô không có ở đây đâu. Ê, nè, giữ lại, giữ lại, giữ lại, giữ lại, giữ lại. Gớm thiệt chứ. Cậu. Ủa, hồi nãy mới nghe cô hát mà. À, hát thì ghê quá, nên tự ói luôn hả? Xin lỗi. Người có lương tâm là người biết xấu hổ. Cậu nói gì vậy? Trên áo cổ ghi vậy kìa. Nguyên ơi. Gì? Em sợ lắm, em coi á. Cô không biết xấu hổ luôn á. Trời ơi, trời ơi. Chán cô mày thiệt luôn. Nè, chừng nào về em nhớ mua kem giùm anh nha. Trái cây nữa nha bồ. Cho hỏi, hai người có phải ở chung nhà với chủ số điện thoại này không? Trời đất ơi. Trời đất ơi. Làm gì mà uống nhiều dữ vậy? Trời đất ơi. Sao không? Để tôi. Không, bình thường. Tôi đứng được, tôi không có sao hết ta. Đúng rồi, cô thì không sao. Tôi mới là người có sao nè. Chắc là lần đầu cô bị như vậy á. Cậu thông cảm nha. Em chuẩn bị thi tiếng Anh rồi. Học tiếp đi. Tôi mà thi rớt tôi về tôi quét mẹ, mẹ tôi đuổi gì cô cho coi. Thôi đừng bỏ qua đi. Cái con bé này bình thường nó mới vậy đâu, nó xỉn lên nó mới vậy đó. Thôi đi mình đi nè. Đi về. Đi nha. Thôi xin lỗi nha, đừng đừng ăn nha. Đi. Cuối đầu cuối. Ôi da, đau quá. Kim xong tiếng Anh là cái gì? Hết ở Ribi. Giỡn em cô đi. Ôi trời. Đề thi em cũng ngạc nhiên lắm, không hiểu tại sao lại trùng hợp đến như vậy. Em nghĩ tôi sẽ tin những lời nhảm nhí của em đó hả? Chẳng qua là để mặt mẹ em cho nên tôi bỏ qua chuyện này thôi. Em nói thiệt mà cô. Em nói thiệt hả? Vậy em viết tiểu thuyết đi, viết đi. Thiệt mà, sao cô không tin em? Trời ơi.